tưởng của mình á thì được xuất phát từ khi mà mình có thời gian mà học tập và làm việc ở bên Hàn Quốc. Mình được những người bạn dẫn đi chơi, thì mình cảm thấy cái môn này nó khi mình chơi thì cảm thấy rất thú vị, rất đã, nên là mình ấp ủ ý tưởng từ cái khi mà từ khi đó, và mình sẽ muốn mang cái mô hình này về với Việt Nam mình để cho các bạn trẻ được trải nghiệm cái cảm giác giống như mình, cộng với một cái môn thể thao rất là mới lạ ở Việt Nam này. Khi mà mình mở ra thì có đầu tiên thì có rất nhiều người nước ngoài tới, bởi vì họ biết tới môn thể thao này rồi. Các bạn trẻ Việt Nam mình đang còn bỡ ngỡ, nhưng mà sau một thời gian thì các bạn trẻ Việt Nam cũng tới nhiều. Có những bạn tới đây và chơi và cái cảm nhận người ta rất là đã, và họ tới một lần xong rồi sẽ lại tới thường xuyên nữa, sau này dẫn bạn bè tới, dẫn gia đình tới, đi cùng với bạn bè, đi cùng với gia đình tới. Nhưng mà tại vì Việt Nam cũng ít chỗ để trải nghiệm á, nên thấy chỗ này mở cũng rất là vui. Chạy tới đây thì lần đầu tiên đánh bóng thì cảm giác rất là sung sướng. Cảm giác mình pro, kiểu mình có chút gì đó thể thao cũng rất là hay. Ở đây thì em có được bên này provide áo, mũ, nó em cảm thấy là rất là đúng chuẩn bóng chày luôn ấy. Nên cảm giác đúng khi vào chơi thì mình có thể hóa thân vào một người chuyên bóng chày luôn. Mặc dù có thể là lần đầu tiên mình tới chơi chẳng hạn, thì em cảm thấy có thể em có thể đánh tốt hơn. Trừ khi có áo, mũ, những cái gì đó bảo vệ cho mình hơn thì cảm thấy an toàn hơn nữa. Mới đầu vào trải nghiệm cũng hơi khó, nhưng mà sau được các anh hướng dẫn làm đúng động tác, đúng kỹ thuật thì thấy cũng, nếu đúng kỹ thuật thì thấy đánh cũng khá là ok, khá là dễ. Khó nhất là gì? Em nghĩ khó nhất là đứng đúng tư thế, đứng tư thế đánh bóng lúc chuẩn bị rất là khó, tại vì tay của nữ thì hơi là yếu. Mà nếu mà để đứng đúng tư thế cầm gậy lúc đầu thì hơi khó một chút. Ok.
Thực sự các bạn lần đầu tới chơi thì mình sẽ hướng dẫn những cái các cái kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chày ha. Như là đầu tiên các bạn tới, các bạn sẽ chọn cái lồng bóng có tốc độ bóng bắn ra phù hợp với mình ha. Như các bạn mới chơi thì có thể chọn những cái lồng bóng mà nó tốc độ nó chậm. Xong rồi tới cái cách cầm gậy, cái vị trí đứng, rồi cái cách vụt. Các bạn có thể vụt bóng và mình sẽ chỉnh lại cho các bạn là những cái nào sai, những cái nào đúng ha. Khi các bạn mới vào thì mình có thể chỉ các bạn vụt thử nhiều lần để làm quen với cái gậy ha. Làm quen với cái gậy, làm quen với thế đứng, rồi làm quen với cái môn này. Thì tốc độ của mỗi lồng là, như lồng số 1 là 70, lồng số 2 là 80, lồng số 3 là 90, rồi 100 km/h. Tức là tốc độ bóng bắn ra ha. Phù hợp cho người mới bắt đầu chơi, kể cả là trẻ em hay phụ nữ, cho tới những cái những người đã chơi chuyên nghiệp rồi, họ có thể vẫn có thể chơi được. Bóng bắn ra thì ở đây sẽ có quy định an toàn, các bạn sẽ không thể vượt qua, nếu mà các bạn đứng không vượt qua cái vị trí an toàn đó thì các bạn sẽ an toàn.